bảo người phải xuống cứu luôn, xuống cứu luôn phải chạy kéo lên, kéo được thì anh cũng mệt, anh đưa đi bệnh viện rồi thì anh thấy người quen nó làm tin được gì đến thế này đấy, chứ không thể là lâu nữa bệnh viện bây giờ phải khai một hàng nữa. Anh Bình với anh Minh được đi bệnh viện.